Chào tất cả mọi người, tôi thám tử. Cái gì mà thấy cái mặt không vậy trời? Anh ghê quá anh à. Khám phá. Cái ngày nào đã không đẹp mà quay tàu. Mình xem sao cái đó được không? Khá là mới. Mình blur đi cho nó mờ mờ được không? Cái này tại vì không có tâm với quay phim đó. Giá nhỏ đã gửi. Quay phim không có tặng với MC. Book fanpage của chúng tôi. Đây chính là nhân vật chính ngày hôm nay, bạn Tính. Và ngồi kế bên bạn Tính đó chính là phụ huynh của em Tính, đó chính là chị Trang. Thì chị biết Tính chơi môn này được bao lâu rồi vậy? 13 năm, có 2-3 năm rồi. Wow, sao Tính biết được môn này? Ham lắm. Dạ, được bạn giới thiệu cho chơi. Nhưng mà cái đặc điểm của xe này là nó không có thắng. Dạ. Rồi nhìn có sợ không? Dạ có, lúc đầu sợ. Rồi leo lên sợ không? Dạ sợ. Rồi đạp thử hay sao? Dạ té. Hay sao phải té? Ở té đau không? Dạ đau. Ồ. Cháu thích thì cũng được, nhưng mà không có thắng. Sợ. Không có. Sợ lắm. Không có cho đi xa. Nó đúng là vậy. Yeah. Lần nào mà đi xa là giấu không có cho đi xa đâu. Biểu là chạy vòng vòng mới thôi. Chứ xe cổ bây giờ ngoài đường nhiều lắm mà cho đi xa sợ, rất là sợ. Khuya đi tập thể dục á, vốn mấy dậy đi vậy đó. Dạ. Bên Phạm Văn Đồng á. Ồ. Mà đâu cho đi đâu. Dạ. Mà cũng mê đi. Một bên thì rất là đam mê. Một bên thì rất là lo lắng. Đâm ra bữa nay em sẽ dẫn cả nhà mình đi gặp những người mà có thâm niên trong cái môn thể thao này. Sang ơi. Đây. Đây là anh Sang. Đây là bạn Tính. Dạ, chào anh Sang. Chào em. Việc đầu tiên là mình sẽ làm quen với xe đạp này trước. Tại vì xe đạp này có bộ phận là nó sẽ không có phanh. Đó, cái người là không có thắng. Lào quá, lào rồi sao thắng. Dạ, bởi vậy nên người ta đã chế cái đùm sau này bắt chết với lại bánh xe. Nên mỗi khi mà người dùng muốn giảm tốc độ của xe đạp đợi thì người ta sẽ đeo cái này vô và giật cái này lên. Và cái tốc độ của xe đó bắt đầu từ từ nó sẽ giảm lại. Ủa, mà để nha, không có phụt luôn hả? Dạ, không có phụt luôn. Phụt là cái gì? Cái nhúng chống sốc á. Dạ, chịu lực bằng hai bánh xe. Vậy là nó đau dữ lắm hả? Mà bánh xe đúng rồi, đâu có đau đâu, người ta quen à. To cái bánh nó chắc lắm. Là mỗi lần thấy nó tưng là mình phải đứng lên đúng không? Không phải thay phụ kiện. Không, không bỏ bằng tay để bấm cái khác. Mình muốn cho nó an toàn khi mà mình biểu diễn những cái này thì mình phải thay những cái bộ phận vào. À. Thì tính ra trung bình chiếc gì em độ lên thì khoảng nhiêu tiền? Dạ tầm 4-5 triệu. À, là cứ mỗi món gì mình nhập hàng về mình thay. Dạ. Ồ, hay quá ha. Mà lý do tại sao họ phải giảm được hết tất cả các thiết bị như vậy? Dạ, một phần là để cho nhẹ xe, hai là để không cho vướng bận, hay là như là thắng. Khi mà người ta muốn quay cái cổ này nè, nếu mà có thắng thì người ta sẽ không quay được. À đúng rồi. Người ta sẽ nhẹ lại hay là bỏ những cái phụ kiện mà không cần thiết trên xe đi. Cho nó giảm động lực của xe lại. Biểu diễn luôn hay quá ha. Ở thí dụ giờ xoay như vậy có lái được không? Dạ được. Vẫn được hả? Vẫn được. À. Già cả rồi, tôi bó tay môn luôn rồi đó. Cái thám tử ở nhà coi có ai muốn thử cái này thử đi nha. Tớ là tớ bó tay rồi. Khó lắm á, phải tập ghê lắm á. Té là chuyện bình thường. Đúng rồi, cái này là tôi nữa luôn. Được tham quan và tận mắt chứng kiến những kỹ năng biểu diễn trong trò chơi thể thao là fist gear. Không biết chị Trang có cảm nhận thế nào ạ? Mấy con này chạy rất là giỏi. Dạ. Hay thiệt. Biểu luyện. Dạ. Rất là hay. Tập xong mà hồi nào mà hay quá trời luôn. Dạ. Nhưng mà để có được cái hay đó, cái điều luyện đó thì các bạn cũng phải gặp rất nhiều thất bại, rất nhiều cú té ngã. Em thấy mà chuẩn bị mấy bạn bay lên là bắt đầu chị Trang cái té là cũng sợ rồi đó. Thì sau khi mà tập luyện được cái bộ môn này á, về tới nhà cái cảm giác của mình như thế nào Sang ha? Dạ, nó khó ngủ lắm ạ. Cảm giác nó vui lắm, hạnh phúc khi mà mình làm được một cái
chích gì đó mà mình kỹ năng là nó không chơi cái này không bao giờ là được gọi là hoàn hảo cả. Lúc nào thì cũng phải vươn bậc cao hơn và cao hơn nữa. Đó là một cái lý trí của em để em tiến xa hơn. Như vậy thì Tính phải luôn nhớ là chơi làm sao cho thật là an toàn, chơi mà không có ảnh hưởng đến những người xung quanh, và chơi có giờ giấc, có lịch trình đàng hoàng. Dạ. Ăn thôi. Dạ. Rồi Tính nhớ nha.